Vụ án đầu độc Hà Thành năm 1908. Những đầu bếp bất tử với bức hình bêu đầu ám ảnh. Bạn có biết rằng không chỉ những tầng lớp nòng cốt như là công nhân, nông dân, trí thức, mà ngay cả trong nội bộ của những người Việt Nam làm việc cho Pháp cũng sẵn sàng đứng lên tiêu diệt kẻ thù bằng bất kỳ giá nào. Với vụ việc đầu độc gây chấn động Hà Thành vào năm 1908, chúng ta sẽ cùng khám phá những điều bí ẩn đằng sau sự thất bại của các đầu bếp với món cà độc dược và cùng giải mã về bức hình bêu đầu đầy ám ảnh nổi tiếng này. Hãy cùng Takawai đón xem một sự thật lịch sử đầy đau thương, tưởng chừng như đã bị chôn vùi. Nhóm đầu bếp với kế hoạch đầu độc quân lính Pháp. Ngay từ những ngày chiến đấu dưới ngọn cờ Cần Vương tại quân thứ Song Yên, Yên Dũng Yên Thế, trong những cái năm 1885-1894, Hoàng Hoa Thám đã rất chú trọng đến việc tuyên truyền, vận động, lôi kéo các binh lính người Việt đang cầm súng đứng trong hàng ngũ quân đội viễn chinh Pháp chạy sang hàng ngũ nghĩa quân, trở về với chính nghĩa và nhân dân. Mặc dù là đang trong thời kỳ tạm thời đình chiến với giặc Pháp, nhưng lãnh tụ nghĩa quân Yên Thế Hoàng Hoa Thám vẫn bí mật liên lạc với một số sĩ phu chủ trương bạo động, đặc biệt là cụ Phan Bội Châu, để chủ tính một cuộc vùng dậy khác mà đối tượng vận động là binh lính Việt Nam trong hàng ngũ của Pháp. Hà Nội là nơi các sĩ phu nhằm vào trước nhất. Tại cái phố cửa Nam khi ấy, có một cửa hàng vừa bán cơm vừa cho trọ. Khách hàng ra vào tấp nập, đa số là binh lính, cai đội và bồi bếp. Ngoài ra còn có một số khách thường ở khắp mọi nơi đến. Tất nhiên là các thầy tướng số không thể không chiếu cố đến nơi đây. Và qua những cuộc bói toán, đi lại, các thầy tướng số đã trở nên thân mật với một số binh lính Việt Nam thuộc pháo đội công vụ Trung đoàn 4, pháo binh, như là đội binh, đội nhân, đội cốc, cai Nga, bếp Xuân hay bếp Nhiếp. Rồi từ cái chỗ thân mật, các thầy tướng số chuyển sang mục đích tuyên truyền. Bên cạnh việc khêu gợi lòng yêu nước thương nòi, các thầy tướng số còn làm cho họ thấy rõ sự đối xử tàn tệ của bọn sĩ quan Pháp đối với họ, sự chênh lệch quá đáng về quyền lợi giữa binh lính Pháp đồng cấp với binh lính người Việt Nam. Vì những cái oán hận này đã chồng chất từ lâu, nay có người nhắc tới nên có những hiệu quả lạ lùng và một kế hoạch nhanh chóng được đề ra. Trong bia tưởng niệm các nghĩa sĩ hy sinh trong vụ Hà Thành đầu độc năm 1908 có viết như sau: Tháng 6 năm 1908, tất cả đồng lòng quyết tâm khởi sự. Người lo hạ độc lính Pháp, kẻ đi cướp súng nã đạn, làm hiệu cho các cánh trùng châu ứng nghĩa đạo. Hoành Sơn Hội cùng với nghĩa quân Yên Thế bốn mặt công thành. Nhóm tiền phong đánh vào trại giặc. Tiệc thầy kế sách sớm lộ, thấy vài trăm lính bị mê man, khắp thành quân thù báo động, khóa nòng đại bác, chốt giữ kho đạn, chặn cánh tiền phong, bắt giam đầu bếp, cấm trại pháo thủ Bắc Kỳ, lùng bắt yếu nhân, chặn mọi ngả đường trọng yếu. Như vậy thì kế hoạch đánh úp Hà Nội của lực lượng kháng chiến Việt Nam đã bị phá sản ngay từ trong trứng nước. Sau khi đã yên tâm về các biện pháp bố phòng, thực dân Pháp bắt đầu cuộc khủng bố. Cai Ngà và một số đầu bếp người Việt bị bắt giữ trước tiền. Sau đó là đến những người được phân công nổi dậy và đầu độc lính Pháp, kể cả là một số thường dân. Họ thì không phải là những nhà cách mạng có tên tuổi như trong vụ kháng thuế diễn ra vào hồi tháng 3, nhưng một số lượng đông đảo người bị bắt là một tổn thất lớn cho phong trào cách mạng đương thời. Vào ngày 29 tháng 6 năm 1908, thực dân Pháp triệu tập khẩn cấp hội đồng đề hình do thanh tra bản sứ vụ de Mirepoix và công sứ Hà Đông Duvillier chủ tọa để xét xử những người bị bắt. Sau những cuộc thẩm vấn kéo dài, đến ngày 27 tháng 11 cùng năm, hội đồng này đã tuyên 12 án tử hình, 6 án tử hình khiếm diện, 4 án tù trung thân và 31 án tù có thời hạn khác. Trong số những người bị án tử hình có Cai Ngà, đội Đàm, đội Hổ, bếp Xuân và cả bà bán hàng cơm Nguyễn Thị Bà. Tất cả đều bị chém đầu ngay sau đó. Món cà độc dược và nguyên nhân thất bại trong kế hoạch đầu độc Hà Thành năm 1908. Cái món thuốc độc mà đội đầu bếp sử dụng có tên gọi là cà độc dược. Dân chung thì gọi là mạn đà la. Nó thuộc nhóm độc bằng A, mọc hoang, cũng có nơi được trồng làm thuốc, gặp nhiều ở miền núi phía Bắc, nhất là những nơi giáp biên giới và nhiều rừng núi. Trong cái cây cà độc dược này có hai loại chất, hyoscine và atropine, có trong lá, hoa và thân cây. Các tài liệu cổ thì cũng ghi nhận, cà độc dược vị cay, tính ôn, có tác dụng trong khử phong thấp, chữa hèn suyễn, nhưng là loại có độc chất. Liều độc của atropine tác động lên não làm say, có khi làm nạn nhân phát điên, hô hấp tăng, sốt, nổi cuồng,
có lúc làm tê liệt tứ chi do thần kinh trung ương bị ức chế. Còn hyoscin tác dụng thì cũng gần như atropine, nhưng làm giãn đồng tử trong thời gian ngắn hơn. Từ xưa thì cà độc dược được một số nhóm người như là những người dân tộc thiểu số miền Bắc thường mang đến bán ở khu vực đồng bằng để làm thuốc. Dù là khi đó y học Việt Nam ta còn lạc hậu, chưa phát triển đến mức cây cà độc dược có thể được coi là một loại thuốc điều trị. Nhưng mà đối với những cụ già trong làng, nếu có học thức một chút, chắc chắn sẽ dặn cháu nhỏ tuyệt đối không được ăn quả, hoa và lá của nó, kẻo toi mạng. Bởi vì khi ấy cũng đã có một số người chết khi vô tình ăn phải cà độc dược. Thế nên là chính cái tên cà độc dược mới được ra đời để nhắc nhở người dân không nên sử dụng. Xuất phát từ sự hiểu biết còn có phần hạn chế về thuốc độc, những đầu bếp đã tiến hành trong vội vã mà tính toán sai tính khả thi của nhiệm vụ lần này. Dù là bị quân Pháp phát hiện kế hoạch, thế nhưng trong đêm đó, kế hoạch đầu độc đã được thực hiện chót lọt. 200 tên lính Pháp bị ngộ độc, nhưng mà có lẽ liều lượng độc chất còn ít nên không gây ra một trường hợp tử vong. Một số tên bị mất trí tạm thời, xé toang quần áo, la hét, leo lên xe đạp phóng như bay trên đường phố Hà Nội. Cuối cùng thì nhờ sự tận lực cứu chữa của các bác sĩ Pháp, bọn chúng cũng dần dần hồi tỉnh. Được kể lại thì một lính Việt Nam, sau khi bỏ thuốc độc vào cơm cho lính Pháp, bỗng đâm ra hoảng, chạy đến gặp một linh mục Pháp để xưng tội. Có tài liệu thì lại cho rằng có người đã làm phản, làm nội gián. Khi mà anh em đồng đội còn chưa kịp bắn súng ra hiệu, nhà tu hành này mới vội gọi điện thoại báo ngay cho các giới chức quân sự của Pháp. Bọn thực dân ngay lập tức ban lệnh báo động và giới nghiêm toàn khu vực Hà Nội, giải giới tất cả lính bản xứ đang ở trong quân đội của chúng, ngăn chặn cửa vào thành phố và giải những toán tuần tiễu đi khắp mọi nơi. Vậy là trong thực tế thì chúng ta đã thành công khi bỏ thuốc độc để hòng thủ tiêu 200 tên lính Pháp. Tiếc thay là sự thất bại đến từ việc quân ta đã quá sơ suất khi tính toán sai liều lượng của cả độc dược. Có lẽ đối với người dân Việt Nam thời ấy còn quá là thô sơ, lạc hậu. Khi có những người từng chết vì ăn nhầm cà độc dược, nên các đầu bếp đã đinh ninh rằng lượng độc tố của nó rất là mạnh, mà không hề biết rằng cái việc nấu lên có thể làm giảm chất độc của nó. Hoặc có chăng là họ đã bỏ quá ít. Tuy nhiên, thất bại trực tiếp đến từ nguyên nhân chúng ta đã quá coi thường sự tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ, đặc biệt là y học của đám Tây Mũi Lõ. Vâng, bạn nghĩ mà xem. Trong khi giai đoạn này nước nhà còn đang bị đô hộ bởi chế độ phong kiến và thực dân chèn ép, dân đói nghèo lạc hậu, thì lấy đâu ra những kiến thức y khoa tiến bộ cao siêu như quân Pháp? Kết quả là chỉ với một bác sĩ thôi đã đủ để cứu được 200 tên lính khốn kiếp sống dậy sau cơn vật vã đầu độc. Và chúng cũng mở ra cái án cho những cái chết kinh hoàng, ám ảnh của những người dân yêu nước dám quên mình đấu tranh đòi lại độc lập dân tộc. Bức ảnh bêu đầu ám ảnh. Khi tìm tòi về chặng đường dài lịch sử của dân tộc, một trong những bức ảnh ám ảnh nhất đối với tôi phải nói đến chính là bức ảnh chụp thủ cấp các vị đầu bếp bị hành quyết sau khi mưu lớn bất thành. Bức ảnh chụp ba cái đầu đặt trong ba cái giọ tre loằng ngoằng quặn thớ. Khi mà nhìn vào đó, sự đau nhói cứ dâng trào, cứ quặn thắt và thống khổ trong tâm. Cứ ngỡ như cái chuyện chém đầu bêu cổng chỉ có ở trong phim của bọn tàu khựa, dùng chút kỹ xảo che mắt làm ghê rợn người xem. Nhưng ở đây lại là một bức ảnh hàng thật giá thật, con người thật. Nghiệt ngã thay cái tội ác của bọn Pháp man dợ, 200 binh lính của chúng không một ai chết. Còn các đầu bếp của chúng ta nhẹ thì đi tù, nặng thì bị chém đầu, thủ cấp bị bêu trên vài cửa ô, tuyến phố đông đúc nhất của Hà Nội thời bấy giờ. Hai thủ cấp nhắm mắt, đầy máu, một thủ cấp mở mắt, thanh thản, không hề vương vấn sợ hãi. Có chăng là một chút âu lo mà chúng ta không sao giải thích được. Dưới mỗi cái giọ bêu đầu là những tấm giấy bản chi chít chữ nhỏ. Chắc là bọn giặc kể tội những người yêu nước Việt Nam rằng họ dám cả gan làm loạn. Lời chú thích các bức ảnh được ghi như sau: các ông đội Bình, Nguyễn Chi Bình, đội Nhân, Đặng Đình Nhân, đội Cốc, Dương Bề, cầm đầu vụ Hà Thành đầu độc, bị hành quyết vào ngày 8 tháng 7 năm 1908. Và người Pháp đã bêu đầu các ông ở ô cầu Dền, ô cầu Giấy và chợ Mờ. Trang 176, cuốn Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ, xuất bản vào năm 2004 của nhà xuất bản Quân đội. Bên cạnh thì là bức ảnh chính các vị đầu bếp trong vụ Hà Thành đầu độc khi bị giam trong hỏa lò Hà Nội, gồng cùng lạnh lẽo giết chóc, hơn chục vị ngồi bình thản
nhìn vào người chụp ảnh. Đôi mắt các vị nhìn vào hàng triệu triệu lượt người xem, ám ảnh suốt 100 năm qua và mãi mãi sau này. Chỉ một vài ngày sau đó, họ đều lần lượt bị anh Quyết treo thủ cấp giữa đô thành. Nhưng ánh mắt của họ còn quá trẻ, ai cũng tuấn tú, phần đông là có thể chưa có vợ con. Họ đơn giản là những chiến sĩ cảm tử, thà chết vinh còn hơn sống nhục, căm ghét quân giặc Pháp xâm lược, quyết tử vì tổ quốc quyết sinh. Với bà con lúc ấy và mãi mãi về sau, họ đã là những người yêu nước bất tử. Vợ chồng của ông Khải, con cháu của bếp Hiền bấy giờ, có kể lại rằng họ gặp những giấc mơ lạ về những cụ ông không đầu báo mộng để tìm ra mộ phần an táng. Ông Khải đã là một ngôi mộ tập thể cho các vị anh hùng thầm lặng, ghi trên bia vài chữ: nơi yên nghỉ của 9 nghĩa sĩ yêu nước trong vụ Hà Thành đầu độc thực dân Pháp vào ngày 27 tháng 6 năm 1908, ngày 13 tháng 9 năm Mậu Thân. Và nhờ có những bức ảnh quý giá thế này mà chúng ta, những hậu thế về sau, mới phần nào phác họa lên được tình hình chính trị rối ren và đau thương khi ấy. Và cũng từ đó thấy rằng, dù bị bắt buộc phải đứng về phía kẻ thù, nhưng mà trong sâu thẳm tâm can, những người lính, những người dân ở bất cứ tầng lớp nghề nghiệp nào, họ tuy nhỏ bé nhưng vẫn giàu lòng tự tôn dân tộc, gắn bó mật thiết với tập tục của cha ông. Và khi tổ quốc lâm nguy, dù cho chỉ là lực lượng rất là ít, lấy trứng chọi với đá đi chăng nữa, dù cho kết cục có lên đoạn đầu đài, thì cũng không thể nào ngăn nổi nhuệ khí hào hùng của nhân dân, dân tộc ta. Và nếu khám phá lịch sử luôn là chủ đề yêu thích của bạn, kính mời các bạn đón xem tiếp video. Bác Hồ đã thực sự tức giận, đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.